ngâu quá vậy kìa nè nè. Ngâu ngâu bông vàng nha em. Nãy con cây có bọc đây 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 đây. Ha, bông nó vàng, rất là đẹp nha em. Đó, ngâu bông vàng. Cây này quái lắm nghe nè. Ngâu mã số 1. Mã số 1 ha. Cây này là mã số 1. Ngâu này mới bấn em bao tươi tới nhà mọi người, còn em về mình chọc nó không bao sánh nha mọi người. Ngâu này anh em đừng cứ để như vậy, mình để trong mát tưới nước ha. Đã đâm chồi mạnh này hả chồng nghe anh em, đừng trồng liền. Trồng liền nha. Đó, cây này là mã số 1. Bộ đế rất là quái ha. Quái dị luôn. Bông màu vàng rất là đẹp anh em ơi, ra gỗ bông đẹp lắm. Nó cũng thơm nhẹ nghe anh em. Thơm như người quế nhưng mà thơm nhẹ hơn người quế nha. Đâu mà ngay dưới đây nha mọi người. Ngay vị trí này 34 nha. 34. Rồi cái eo này là 22 nè. Eo 22. Chiều cao của nó là 93. Chiều cao 93. Chiều dài cái bầu nó là 50. Rồi, cái này là da của nó như vậy nha mọi người. Nè, gần gần cái da của nó ha. Da nó xù xì nghe nè. Xù xù nó ấy nha. Đó. Đó, xù cục cục luôn. Cái đầu cắt nhánh nhánh nhỏ nhỏ nó cắt mỏ thôi. Rồi mã số 1 nè em giao lưu với mọi người là 1.900.000 em bao ship. Rồi mã số 1 1.900.000 nghe nè. Tiếp theo mã số 2. Hàng này là mới bứng không nghe anh em. Bộ đế cái này cũng... bộ đế cũng khá lắm. Mấy dạng này nó cũng dễ sống nhưng mà mình để nguyên hồn nó trồng ha. Anh em đừng trồng liền là ok à. Tầm khoảng 40 đến 45 ngày anh em hả trồng là ok. Hoành nó là 28. 28. Chiều cao nó là 93. Đường kính màu là 33. Và mã số 2 này cho luôn với mọi người là 850 em bao ship. À, 850 bao ship. Vậy anh em cứ để nguyên bầu vậy nè ha. Rồi đục lỗ dưới đáy bao, đục càng nhiều lỗ càng tốt. Cho thoát nước. À. Rồi khoảng đâm chồi mạnh khoảng tầm 1 tháng, tháng rưỡi sau anh em trồng là ok á. Rồi, cái mã số 3. Cái bầu này là bầu đất cát ha. Đất nó có đất cát nè, nên dễ cám nó rất là nhiều nè. Cái này cái cọng đế này nó bị lũa. Tôi cọng đế cái này thử chút. Cây này củ đế rất là quái luôn. Cái này là con gì ta? Mối. Mối nó đeo. Mối nó đeo. Đó, nguyên củ đế rồi. Củ đế nó bự lắm á. À, cái củ cái cục nè 43 nha, nguyên cục này nha. Rồi đó thăng lên cho anh em xem đi. Đây. Cái thằng này là 24. Chiều cao là 1m25. Đường kính cái bầu là 48. Đó, cọng đế này nó, cái đầu đế nó vậy nha. Cũ ha, đâu lắm rồi nha mọi người. Đó, đây. Cũ. Rồi, mã số này là mã số số 3. Giao lưu với mọi người là 1.500.000 em bao ship. Rồi chỉ 1.500.000 anh em ơi, bao ship luôn. Rồi. Mã số 4. Số 4. Cây này tay cầm là có ha. Ồ, bông vàng rất là đẹp nha anh em. Bông nó ra gộ một cái là bông vàng cái cây luôn, đẹp lắm. Cây này thì bộ đế cũng khá đẹp nè. Nó bộ đế bên đây nè. Ok hết ha. Bên đây đó. Có cọng đế nó bị hư. Đó, nè. Con bên đây có cọng đế nó bị hư nè. Mã này hư lâu rồi ha, còn cây thì bình thường nha mọi người. Hư lâu rồi nè. Đó. Đó, đây cũng vậy nè, cắt bỏ nè. Cái này nè. Là bầu đất cát nên nó hơi mềm. Chứ bộ đế bên đây là ok hết ha. Chỉ có bên đây nó hư cái hai cọng rễ bên đây nè. Báo cho anh em nè ha. Đây nè, cắt bỏ rồi nè. Này là da của nó nứt à. Nứt gì ha. Đó, này là... đây đây tay cành đẹp lắm. Này là mã số 4. Mã số 4 nè. Hoành nó 21. 21 hoành. Chiều cao nó là 1m25. 1m25. Đường kính bầu là 37. Rồi số 4 gia đình khoảng 1.900.000 em bao ship. Rồi số 4 900.000 bao ship anh em ơi. Số 10. Số 5. Số 5 chứ lộn. Số 4 tới số 5. Số 5 mọi người.
Cây này bệ đế cũng khá lắm rồi nè. Già lắm, già cây ha. Cái này mình về mình đi trồng liền nha. Cứ để trong mát. Nó đâm là rồi nó ra con nhiều. Rồi lấy kéo hay lấy gì đó đâm nhiều lỗ dưới này nha anh em, đâm thiệt là nhiều lỗ dưới đó. Hoành nó 23,5. Cao là 72. Đường kính bầu 33. Rồi số 5 giao lưu với mọi người 650 em bao ship. Rồi số 5 650.000 bao ship anh em ơi. Rồi, tiếp theo. Mã số 6. Mã số 6. Ồ cây này tay chân đẹp lắm anh em ơi. Quá trời luôn nè. Đó. Rồi sẽ quay kỹ lại để cái này để nở này nha. Là bứng ở trong đất cát không ha. Luôn đất cát nè. Để nở lắm nè. Để nở lắm nha nè, cụ để nở lắm. Này là cái đầu cắt cũ, cái nhánh cũ nè nó. Nhánh cũ nó sẹo quá. Nó kéo sẹo bít lại nè. Trên đây nè, ở đây nó có cái sẹo ở đây. Cái này là cái đầu cũ nè. Cái nhánh này là mới cắt luôn ha. Đó. Rồi mã số này là mã số mấy quên rồi. Số 6. Đâu nguyên cụm đi rồi đó, một thân lại. Một thân nó là 28,5. Đó cũng liền một bệ mà. Đúng rồi chứ này á. 42. 43. Mét cỡ mét 6 á anh em ơi, tính mét 7 thôi. Còn mét 7 đó. Đường kính bầu đây là 44. Đường kính bầu 44. Tay chân rất là đẹp nghe nè. Rồi mã số 6 em giao lưu với mọi người là 1.900.000 em bao ship. Rồi số 6 1.900.000 nghe nè, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 7. Mã số 7. Cây này một cục rất là đẹp luôn nghe nè. Chắc là quái luôn ha. Cục ha. À, xù cục luôn. Để cái này giống như là quái thú à. Ông Nguyễn cũ rồi. Cũ dưới đây là 34 nha. Nghe dòng nghe cũ luôn. Cũ nó phì, giống như cái bụng nó phì ra vậy. 39. Chiều cao của nó là 33. Rồi nghe cái eo trên đây luôn. Đó, em đo kỹ thôi nha. 25. Cao nó là 33 nha mọi người. Đường kính bầu nó là 32. Cái này để ngoài mưa nên nó hơi ướt ha. Đa số chỗ mấy cái cây này là bứng chỗ đất cát. Rồi số 7 này em giao lưu với mọi người là 1.300.000 em bao ship. Ồ, cây rất là đẹp nha em. Chú 3 ha, bao ship luôn. Tiếp theo. Mã số 8. Cây cốt cành rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy. Đó, cốt cành rất là đẹp. Mã số 8 nha. Cụ ghế. Da của nó là gì ha? Bông vàng rất là đẹp anh em ơi. Nó gộ bông đẹp lắm. Thơm nhẹ lắm. Ngon bông vàng ha. Rồi hoành luôn. Hoành ngay eo này. 30 hoành. Cao mét rưỡi. Cao mét rưỡi đi. Đường kính bầu 47. Nên có bệ đế nè. Giữ hay là 46 đường kính bầu 46. Rồi mã số này là mã số 8 cho luôn cho mọi người 1.600.000 em bao ship. Rồi số 8 1.600.000 nha anh em. Bao ship luôn ha. Cái cốt cành chi tay cũng đều hết anh em ơi. Theo. Mã số 9. Mã số 9. Này trồng đất cát nó hơi mềm nghe nè. Đó. Đất cát như trời đế nãy giờ sáng mưa sáng giờ. Ừ. Nó hơi bị mềm. Xanh tới xanh lui á. Mã số 9. Quái nó xù luôn cục chỗ này luôn nghe nè. Xù cục chỗ này luôn. Rồi cái này đo. Đo cục xù đi. Đo ngay đây nè, 27 ha. Đó, đo nhìn cái hình em đo nè, 27. Để không đo ngay cục luôn á, cục cũng to hơn. 27 là đo trên đây thôi.
dòng xuống đây là 27 nha mọi người nha. Còn này ở trên đây là 22, còn dưới đây thì bự hơn chút. Mã số 9 em giao lưu với mọi người 9000 ba ship. Cái này thì nó mềm ha nè, cái cộng ghế của nó nè, tại vì này là đất cát không à. Rồi mã số 9 này là 900.000. Mã số 9 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem, mong người sự ủng hộ của mọi người. Và số điện thoại là 0788 750.